Ngày 28 tháng 6, Tòa án Nhân dân tỉnh Bạc Liêu xét xử sơ thẩm và tuyên phạt bị cáo Nguyễn Văn Vũ, 23 tuổi, ngụ huyện Đông Hải, tỉnh Bạc Liêu, mức án tử hình về tội giết người và 5 năm tù về tội cướp tài sản, tổng hợp hình phạt là tử hình. Đồng thời, bị cáo Vũ còn phải bồi thường gần 180 triệu đồng và cấp dưỡng cho ba con của bị hại đến 18 tuổi. Theo cáo trạng, khoảng 16 giờ ngày 18 tháng 1 năm 2023, tức là 28 tháng Chạp, Vũ đi xe khách từ bến xe miền Tây đến thành phố Cần Thơ. Sau đó thuê ông U, 42 tuổi, ngụ thành phố Cần Thơ, chạy xe ôm trở về Bạc Liêu. Khoảng 23 giờ 40 phút cùng ngày, khi đi đến đoạn đường vắng ở xã Long Điền Đông, huyện Đông Hải, tỉnh Bạc Liêu, Vũ dùng dao đâm ông U nhiều nhát khiến nạn nhân tử vong. Sau khi gây án, Vũ lấy đi số tiền hơn 1,2 triệu đồng, 2 điện thoại di động và điều khiển xe rời khỏi hiện trường. Sáng hôm sau, Vũ đem phương tiện đến một tiệm sửa xe, yêu cầu thay đổi áo phô xe và bỏ biển kiểm soát. Trích xuất camera an ninh, các trinh sát lần theo dấu vết, bắt giữ Vũ vào lúc 20 giờ ngày 20 tháng 1 năm 2023. Ngày 28 tháng 6, Tòa án Nhân dân tỉnh Đồng Nai xét xử sơ thẩm các bị cáo Nguyễn Ngọc Phương, 50 tuổi, nguyên Phó Giám đốc Sở Khoa học Công nghệ Đồng Nai, Lê Thị An Nhiên, 41 tuổi, nguyên Phó Giám đốc Trung tâm Ứng dụng Công nghệ Sinh học Đồng Nai và Trần Thị Huỳnh Phương, 45 tuổi, nguyên Trưởng phòng Kế hoạch Tài chính Sở Khoa học Công nghệ Đồng Nai, cùng về tội thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng. Riêng bị cáo Nguyễn Quang Tuấn, 43 tuổi, nguyên Giám đốc Trung tâm Ứng dụng Công nghệ Sinh học Đồng Nai và Nguyễn Hồng Đăng Khoa, 42 tuổi, nguyên Giám đốc Công ty Nhà Nguyễn bị xét xử về tội vi phạm quy định về quản lý sử dụng tài sản nhà nước gây thất thoát lãng phí. Theo cáo trạng, năm 2008, Ủy ban Nhân dân tỉnh Đồng Nai thành lập Trung tâm Ứng dụng Công nghệ Sinh học Đồng Nai và bổ nhiệm ông Nguyễn Quang Tuấn làm giám đốc, bà Nhiên làm phó giám đốc. Năm 2015, dự án nhà màng Vietgap được Ủy ban Nhân dân tỉnh Đồng Nai phê duyệt thực hiện tại xã Xuân Đường, huyện Cẩm Mỹ. Trong quá trình thực hiện, ông Sáng và các bị cáo Tuấn, Khoa đã cố ý lắp dựng 3 khối nhà màng trái quy định, gây thiệt hại cho tài sản nhà nước hơn 14 tỷ đồng. Ông Sáng sau đó bỏ trốn, hiện cơ quan công an đang tiến hành truy nã quốc tế. Phiên tòa dự kiến sẽ diễn ra trong 3 ngày. Ngày 28 tháng 6, đoàn trinh sát số 2 Cảnh sát biển Việt Nam đóng tại huyện Nhân Trạch, tỉnh Đồng Nai cho biết vừa bắt giữ tàu vỏ gỗ có số hiệu TEG-93698TS04 do ông Huỳnh Tấn Kiệt sinh 1985 quê Quảng Ngãi làm thuyền trưởng, đã chở khoảng 60.000 lít dầu DO không rõ nguồn gốc. Tại thời điểm kiểm tra, thuyền trưởng và các thuyền viên không xuất trình được hóa đơn, chứng từ chứng minh nguồn gốc hợp pháp của hàng hóa vận chuyển trên tàu. Thuyền viên không đủ bằng cấp chứng chỉ chuyên môn theo quy định. Tổ công tác đã dẫn giải và bàn giao tàu vi phạm cho Bộ Tư lệnh Vùng Cảnh sát Biển 3 ở thành phố Vũng Tàu để tiếp tục điều tra xử lý theo quy định pháp luật. Ngày 28 tháng 6, người nhà cho biết thi thể nạn nhân L, 27 tuổi, quê Cà Mau, ngụ thành phố Hồ Chí Minh đã được đưa về quê nhà mai táng. Trước đó, thông qua mối quan hệ quen biết, chị L liên hệ với một cơ sở thẩm mỹ trên đường Nguyễn Trãi, phường 9, thành phố Cà Mau, tỉnh Cà Mau để tiêm filler nâng ngực với các thủ thuật làm đẹp được thực hiện tại thành phố Hồ Chí Minh. Sau khi thỏa thuận, sáng 27 tháng 6, chị L đến khách sạn N trên đường Lê Hồng Phong, phường 2, quận 10, thành phố Hồ Chí Minh để tiến hành các thủ thuật làm đẹp. Khoảng 10 giờ cùng ngày, chị L được tiêm filler nâng ngực, nhưng một lúc sau thì người tiêm tái, sùi bọt mép. Khi người nhà đưa chị L đến một bệnh viện gần khách sạn N để cấp cứu, thì chị L đã tử vong. Ngày 28 tháng 6, liên quan quá trình điều tra vụ án thao túng thị trường chứng khoán xảy ra tại Công ty Cổ phần Chứng khoán Châu Á-Thái Bình Dương, Công ty Cổ phần Đầu tư Châu Á-Thái Bình Dương và Công ty Cổ phần Đầu tư IDG Việt Nam, Cơ quan An ninh điều tra Công an thành phố Hà Nội đã khởi tố 5 bị can. Đó là Nguyễn Đỗ Lăng, sinh 1974, là Tổng Giám đốc Công ty Cổ phần Chứng khoán Châu Á-Thái Bình Dương. Phạm Duy Hưng, sinh 1979, là Chủ tịch Hội đồng Quản trị Công ty Cổ phần Chứng khoán Châu Á-Thái Bình Dương. Huỳnh Thị Mai Dung, sinh 1975, là vợ của ông Nguyễn Đỗ Lăng. Nguyễn Thị Thanh, sinh 1981, là kế toán trưởng Công ty Cổ phần Chứng khoán Châu Á Thái Bình Dương. Phạm Thị Đức Việt, sinh 1982, là Phó phòng Dịch vụ Khách hàng Công ty Cổ phần Chứng khoán Châu Á Thái Bình Dương. Theo Ủy ban Chứng khoán Nhà nước, Cơ quan An ninh điều tra khởi tố vụ án thao túng thị trường chứng khoán của 3 công ty theo vụ việc đơn lẻ liên quan tới một số tổ chức và cá nhân trên thị trường.
Ngày 28 tháng 6, Cục Đăng kiểm Việt Nam cho biết, theo thống kê, hệ thống quản lý của Cục Đăng kiểm Việt Nam đã cập nhật 827.000 giấy chứng nhận và tem kiểm định cho các xe có hạn kiểm định đến hết ngày 31 tháng 12 năm 2023. Số giấy xác nhận cho các phương tiện có thời hạn giấy chứng nhận kiểm định trong 6 tháng đầu năm 2024 còn khoảng hơn 527.000 giấy sẽ tiếp tục được cập nhật trong thời gian tới. Sở Giao thông Vận tải thành phố Hồ Chí Minh vừa có văn bản gửi Ban Chỉ huy Phòng thủ dân sự, Phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn thành phố Hồ Chí Minh và Ủy ban nhân dân quận Bình Thạnh liên quan sự cố sạt lở khu vực kênh Thanh Đa, phường 25 quận Bình Thạnh để yêu cầu cần sớm di dời các hộ dân nằm trong khu vực nguy hiểm. Theo đó, từ ngày 24 tháng 6 cho đến nay, bờ phải kênh Thanh Đa cách hạ lưu cầu kênh khoảng 50m, về phía thượng lưu 120m xuất hiện tình trạng sụt lún. Nguyên nhân là do mưa lớn và triều cường thường xuyên gây bão hòa nước khu vực bên trong đỉnh kè, tạo áp lực nước lớn khi triều kiệt. Nhà dân xây dựng cách đỉnh kè 3,5 mét làm gia tăng tải trọng ngang. Hiện khu vực sạt lở gây ảnh hưởng trực tiếp đến 13 hộ dân, nhiều nhà dân bị lún nứt, một số căn bị nghiêng về phía kênh.